Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 13 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 ở quận Tân Phú chưa rõ nguồn lây, và theo thông tin từ báo công an thì cả 3 đều được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện vì có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Các trường hợp đều đang được điều trị và xác minh nguồn lây. Ngày 11 tháng 6, quận Tân Phú ghi nhận 3 trường hợp nhiễm COVID-19 là các bệnh nhân 10021, 10022 và 10118. Cả 3 đều được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện vì có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi. Các trường hợp đều đang được điều tra và xác minh nguồn lây. Và các bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân trên đã kích hoạt quy trình phòng và chống dịch COVID-19 kịp thời, chuyển cách ly tạm bệnh nhân và người nhà, tạm ngưng nhận bệnh ngoại trú để tiến hành điều tra, truy vết, khử khuẩn môi trường. Thực hiện phun khử khuẩn khu vực phân luồng và sàng lọc, bệnh nhân và thân nhân khu vực phân lập và sàng lọc được di chuyển đến khu vực cách xa phòng khám sàng lọc. Đảm bảo 5K được bệnh viện giải thích và trấn an để hợp tác với bệnh viện, và các bệnh nhân và thân nhân khu vực này được lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Tất cả kết quả xét nghiệm đều là cho âm tính. Và hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện đã được hoạt động lại bình thường. Liên quan đến các ca nhiễm này, thành phố đang khẩn trương khoanh vùng, điều tra, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi cư trú. Và trước đó, Sở Y tế có văn bản đề nghị các cơ sở y tế khi người bệnh không có yếu tố dịch tễ nhưng có một trong các triệu chứng thường gặp của COVID-19 như là sốt, đau họng, ho, thay đổi vị giác, khứu giác thì phải xem người bệnh có yếu tố nguy cơ và phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên nếu có RT và PCR. Và nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, tiếp tục cách ly người bệnh, triển khai ngay các biện pháp phòng và chống dịch theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính và người bệnh không có yếu tố dịch tễ, để tránh quá tải buồng cách ly, có thể cho người bệnh theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm RT và PCR. Nếu kết quả xét nghiệm RT và PCR dương tính, bệnh viện thông báo ngay cho trung tâm y tế quận, huyện để cách ly và điều tra và truy vết. Và đó là thông tin ngày 13 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi những thông tin COVID-19 mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.